muốn làm giàu? Lên ngay Saver88.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín giao dịch tự động 24/7. Đừng quên điểm danh, nhiệm vụ hàng ngày và nhập code nhận quà với vô vàn phần thưởng hấp dẫn. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gamelab Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game nữa nha anh em, một con game đa nền tảng nha. Anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy, một con game đa nền tảng đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy thì con này là con MU Thiên Đế nha anh em. Đấy thì con này sẽ chính thức open server mới ngày hôm nay nha. Đấy con MU Thiên Đế nha anh em. Anh em thấy server chạy rất là mượt mà nha anh em. Rồi, con MU Thiên Đế sẽ chính thức open server 4 nha anh em. Vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em có thể chơi cái con này tại cái đường link là muthiende.mobi nha. Đấy, muthiende.mobi. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái bộ cu đi tuân thủ là gồm 4 cái cu đi ở đây nha anh em. Thì ngoài những cái cu đi tuân thủ á, thì mấy anh em có thể tham gia thêm với sự kiện lái xe rồi ha. Hoặc là anh em có thể ghé thăm fanpage thường xuyên thì anh em sẽ nhận được thêm những cái cu đi ngày, cu đi hỗ trợ rồi nha anh em. Ở đây ha, cu đi ngày ở đây nha anh em. À, cô đi open rồi ha, cô đi open số 4, cô đi cô đi hỗ trợ riêng cho S4 nha anh em. Thì mình sẽ để tất cả các cô đi này trong phần mô tả nha anh em, để anh em có thể vào lấy nha. Thì mỗi ngày anh em có thể tham gia fanpage để anh em nhận thêm những cái cô đi ngày nha anh em, để rất là ngon nha. Rồi thì mình quay lại nói cái phần cô đi tuân thủ nha anh em, thì anh em sẽ được tặng là 5 rương thời trang thần ma UR nha, và 5 rương chọn thời trang hỗ trợ UR, và 5 rương thời trang tinh linh UR nha, 5 rương chọn thời trang sách phép nha anh em, UR luôn, và 15 skin thần binh nha anh em. Đấy, skin, mấy cái skin này rất là đẹp nha anh em. Anh em trang bị lên thì lực chiến rất là cao nha anh em. Đấy, 15 skin thần binh, thần trang là cánh nha anh em. Đấy thì mấy anh em sẽ được là VIP 10 ha, VIP 18 nha, tặng đan rồi nha. Anh em sẽ lên được cái level là 7372 nha, và 100M kim cương nha anh em. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì anh em làm thêm cái nhiệm vụ lái xe thì anh em sẽ nhận được 1 triệu su web nha. Thì su web này tí xíu mình sẽ hướng dẫn mấy anh em dùng cái su web nha. Su web thì mấy anh em có thể mua những cái món đồ trong cái web shop nha anh em. Thì ngoài những cái cô đi tuân thủ, cô đi nghề rồi này kia thì anh em còn có thể tham gia thêm cái đua top lực chiến nha anh em. Đua top lực chiến và đua top dược ải nha. Thì ở đây nó có tất cả các cục mốc của top nha anh em. Anh em đạt được thì anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng ở đây nha anh em. Anh em có thể lên fanpage tham khảo thêm nha. Đấy, rất là nhiều phần quà cho mấy anh em luôn. Đấy, 50 thời trang thần trang UTR nha anh em. Đấy, mấy cái thời trang thần trang này anh em đeo lên thì nó rất là đẹp, và nó rất là tăng lực chiến nha anh em. Đấy, rất là ngon nha. Rồi, mấy anh em nhớ nha, số 4 nha anh em. Số 4 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Rồi, đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Sau khi mấy anh em dùng những cái hình thức nạp á, thì ở đây nó có nạp ngân hàng, quỹ Momo rồi ha, các kiểu nha. Anh em có thể vào phần quản lý tài khoản của anh em là anh em sẽ dễ dàng nạp tiền để chơi game nha anh em. Đây, thí dụ như anh em nạp được thì có như có số xu ở đây thì anh em sẽ vào phần cửa hàng nha. Thì vào phần cửa hàng đây thì ở đây nó có bán cũng rất là nhiều món đồ nha anh em. Anh em có thể mua những cái thời trang ở trong này nha. Thí dụ mình sẽ mua một cái thời trang này đi, 50k nha anh em. Anh em nhớ chọn server nha anh em. Đấy, server 4 nha. Đấy, chính thức open nha anh em. Rồi, mua thành công nha thì anh em sẽ vào trong game anh em nhận nha anh em. Đấy, rất là nhiều nha. Ở đây là phần này là phần vũ khí nha anh em. Đấy, mình sẽ mua thêm một cái vũ khí nha. Cái này là cây kem nè. Đấy, mua thành công nha anh em. Rồi, thì ở đây nó có những cái sự kiện tích nạp rồi nha anh em. Thì anh em có thể tham gia những cái sự kiện này nha. Anh em đạt được những cục mốc thì anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng trong những cái cục mốc tích nạp nha anh em. Đấy, rất là ngon nha. Rồi, đây thì nó có thêm cái dòng quay may mắn nha anh em. Thì ở đây anh em sẽ chơi cái dòng quay này để trúng những cái phần thưởng ở trên cái dòng quay này nha anh em. Thì anh em có thể mua lượt quay tại đây nha. Đấy, S4 ha. À quên, mua lượt quay nha anh em. Thì anh em sẽ mua lượt quay nha. Đấy, thì mỗi một lượt quay là 10k nha anh em. À, mua bằng xu nè. Đấy, anh em sẽ mua lượt quay xong anh em quay nha. Thì cái này thì do nhân phẩm thôi, hên xui cho anh em. Để bạn nhận được X2 SB ha. Đấy, anh em có thể chơi cái dòng quay may mắn này nha, rất là vui nha anh em. Đấy, thì anh em sẽ nhận được 5.000 xu ha. Đó, rất là ngon nha.
Rồi quay trở lại game nha anh em. Thì sau khi mấy anh em nhập hết tất cả các cu đi á, mình quên nói cái phần cu đi nha anh em. Thì anh em sẽ nhập cu đi trong trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Anh em chọn cái group cu đi nha anh em. Thì ở đây mà anh em chọn cái server ha, server 4 đã chính thức open nha anh em. Thì anh em nhập tất cả các cu đi ở tại đây nha anh em. Thì cu đi mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em, vào lấy giúp mình nha. Rồi sau khi anh em nhập xong thì mấy anh em sẽ vào phần thư nhận nha anh em. Đây nhận tất cả nha. Đấy mình nhận tất cả luôn nha anh em. Đây thời trang rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy. Nói chung là cái con này những cái thần trang rất là đẹp luôn. Quá đẹp anh em ơi. Đấy cánh rồi ha. Vũ khí rồi ha. Đó thần trang. Cái thần trang này khi nãy mình mua 50k đó anh em. Đây cái kem nè. Rất đẹp nha anh em. Đấy. Thì mấy anh em sẽ trang bị lên cho nhân vật của mình nha. Đồ. Quá ngầu anh em ơi. Quá ngầu luôn. Quá đẹp luôn. Thì mấy anh em vào gương á, mấy anh em sẽ dùng những cái vật phẩm mà có trong gương của mấy anh em nha. Thì mấy anh em sẽ đạt được những cái cột mốc mà mình đã nói trước nha anh em. Đấy. Rất là hợp lý, rất là ok nha anh em. Thì anh em có thể chơi con này nha. Con này rất là đẹp, rất tuyệt vời. Server chạy rất là mượt mà nha anh em. Rồi mấy anh em nhớ nha, server 10, server 4 sẽ chính thức open nha anh em. Đấy. Ngày 18 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Đấy. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Cũng như là cu đi nha anh em. Anh em vào mà lấy nhập giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.